Hỏi chị chủ bếp shop ốc nhỏ 303 Trường Chinh ơi, em không biết ngày hôm đó chị ở đâu mà chị lại để cho nhân viên của tiệm mình cư xử rất thô lỗ với khách hàng. Số là hôm đó em có ghé qua ốc nhỏ để lựa một ít đồ cho mấy con báo nhà em. Sẵn tiện thấy ở đây có dịch vụ spa cho thú cưng, có cả phòng khám thú y nữa. Bảng giá cũng công khai và hợp lý nên em cho hai đứa nhỏ em lên spa luôn. Lúc lên mần spa thì không sao, làm nhanh gọn lẹ tình cảm lắm. Còn trang bị lồng sấy cho mấy nhỏ đi tắm nữa. Tới đây thôi thì thấy ưng rồi. Tranh thủ lúc hai con nhóc đang spa thì em có lượn ở dưới bếp shop để lựa một số đồ. Rồi tại vì cái shop này nhiều đồ quá, thứ gì cũng có nên lựa tới lựa lui. Tới hồi tự nhiên phát hiện ra hai đứa con của mình bị nhân viên shop chặn đường. Thì ra spa xong thì hai đứa mèo nhà mình được đưa xuống để đợi tính tiền. Mình thì lo lựa đồ. Thế là hai cái thằng nhân viên này nó tưởng con mình không có tiền trả. Đứa thì chặn từ trên chặn xuống, đứa thì chặn từ ngoài chặn vô. Thêm hai con nhỏ chó lăm le nữa. Trời ơi, cái tiệm đáng sợ thiệt sự. Nhìn hai cái quả đuôi tụi này là biết uy tín rồi đó. Rồi thôi thôi, tính tiền lẹ để dắt con đi về nè. Rồi về nhà mới té ngửa ra. Cái spa đó mừng cái đuôi con mình y chát hai con cẩm hường cẩm quệ bảo kê ở shop luôn. Rồi thằng con mình tên cẩm chướng nữa. Mốt con em mà đòi theo cái nghiệp giang hồ như hai đứa con ở shop là em ấy cái vụ này tới cùng đó nha. Anh chị nào mà chưa tin bếp shop ốc nhỏ có hai thằng bảo kê thì tới đây thử đi biết liền hà. Mà tới đây rồi thì nhớ kiềm chế chứ đừng như em nha. Thấy đồ đẹp cái kiềm chế không nổi, mua quá trời mua hà.